Vào đêm ngày 25 tháng 9, lực lượng hàng không vũ trụ Nga, VKS, đã thực hiện một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào các cơ sở cảng ở Ukraine, đáp trả lại các cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào các cơ sở của hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Lực lượng vũ trang Ukraine vội vàng tuyên bố rằng thiệt hại lớn nhất là cơ sở hạ tầng của cảng Odessa, cũng như một khách sạn trống rỗng đã lâu không có khách. Tuy nhiên, một số trang tin và tài khoản trực tuyến ngay lập tức dẫn các nguồn thạo tin lưu ý rằng tuyên bố của Kiev là không đúng, mục tiêu của Nga không phải là bản thân cái khách sạn đã bị thiêu rụi do các cuộc tấn công, mà là một số đồ vật đáng ngờ nằm ở tầng hầm bên dưới nó. Kênh Legitimny lưu ý rằng nhiều hệ thống phòng không được triển khai tại cảng, bao gồm cả các bệ phóng Zepard và Buk. Do đó, khu cảng có khách sạn này không phải là một mục tiêu tầm thường, không có người lui tới và hoàn toàn trống rỗng như các tuyên bố của Ukraine. Một số chuyên gia tin chắc rằng binh lính của lực lượng vũ trang Ukraine và các chuyên gia nước ngoài đã đóng quân ở đó với số lượng lớn. Theo chuyên gia quân sự Yuri Natov, đối tượng bên dưới khách sạn rất có thể có liên quan đến nơi cư trú của các chuyên gia quân sự nước ngoài và điểm cất trữ máy bay không người lái UAV của Hải quân Ukraine thường mở các cuộc tấn công định kỳ các cơ sở của Nga ở Crimea. Phóng viên quân sự Kotenok viết trên kênh Telegram, chính quyền địa phương cho rằng khách sạn đã không hoạt động kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng các cửa sổ trong tòa nhà thường xuyên được mở và khuôn viên được thông gió. Phóng viên Rudenko cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết rằng cả sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê đều sống trong khách sạn. Kênh Legitimny cho rằng kết quả của cuộc tấn công là Nga đã khiến Ukraine mất đi một cơ sở quân sự rất quan trọng được ngụy trang dưới vỏ bọc một khách sạn không dành cho thường dân cư ngụ ở cảng Odessa. Kênh này khẳng định bản thân khách sạn có thể có các khu vui chơi giải trí bí mật dành cho các chuyên gia nước ngoài, được triển khai trung tâm kiểm soát hoạt động, trung tâm thông tin và điều phối. Nhưng điều quan trọng nhất lại nằm ở phía dưới khách sạn. Theo chuyên gia quân sự Nga, giám đốc bảo tàng lực lượng phòng không Yuri Natov, một sở chỉ huy quân sự, có thể được đặt bên dưới khách sạn, nơi họ cố gắng bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Zhiyan-2 của Nga, chủ yếu tấn công các mục tiêu mặt đất, không phải dưới lòng đất. Chuyên gia Yuri Natov nhấn mạnh, nhiệm vụ của các bom ke có thể khác nhau, nhưng ông vẫn tin rằng, dưới tầng hầm khách sạn, có một sở chỉ huy hoặc trung tâm huấn luyện, trong đó người nước ngoài huấn luyện người Ukraine cách điều khiển máy bay không người lái trên biển. Ngoài ra, trung tâm này cũng có thể liên quan đến việc xử lý dữ liệu tình báo do các máy bay trinh sát không người lái của NATO hoạt động trên Biển Đen thu thập được gửi đến Hải quân Ukraine để phục vụ các cuộc tấn công tiếp theo của máy bay không người lái trên biển. Ông Yuri Natov cho rằng, trước đây phương Tây đã lợi dụng hành lang an toàn do Nga lập ra trên Biển Đen, sử dụng các tàu thuyền thương mại cập các cảng Ukraine chở lương thực trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc, còn gọi là sáng kiến Biển Đen, để lén lút cung cấp trang thiết bị chiến tranh cho Kiev. Và sau khi thỏa thuận ngũ cốc bị chấm dứt, toàn bộ cơ sở hạ tầng tại các cảng của Ukraine sẽ được Kiev và lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chỉ cho mục đích quân sự. Điều này một lần nữa xác nhận rằng thỏa thuận ngũ cốc đã được sử dụng để chuyển vũ khí của phương Tây sang Ukraine. Đưa giáo dục và thời đại. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.